gặp nhau cứ hỏi, đã lâu không còn trông thấy em tươi nụ cười, rằng tại sao em ít vui, dù lời xanh tài sắc giữa bao người. Họ hàng gần xa cũng khen thấy em rất cao sang quyền quý, bao may mắn. Ok, chào anh em ha. Hôm nay mình giới thiệu anh em một con ly cao kê nha. Này là Bioneer XV16 nha anh em. Thì mình giới thiệu chức năng có mấy nút anh em ha. Đây như là nút tổng anh em, nút meter tổng ha. Đây là nút ba lăng anh em ha, để mở nhạc đây nha. Nỗi cô đơn thật dài. Nè, tổng ha. Chỉ mình em mang tiếng yêu. Đây là ba lăng anh em. Trái phải ha. Bát ghép anh em ha. Ghép ha. Bát này này bát ha. Ngày gặp anh em đã xa. Đã ghép anh em. Biết bao lời hẹn. Cái này là volume nhạc ha. Như tia nắng ban. Echo anh em ha. Echo. Qua bao dòng. Này là echo ha. Này là volume S1, volume S2, volume S3. Còn cái này là cái bát của nhạc ghép nhạc ha. Đơn giản anh em. Đôi ta duyên kiếp xa xôi, hoặc em lênh đênh số phận. Yêu anh. Các cậu đang chơi gì vậy? Tớ đang chơi Rise of Kingdom, nhưng quân đức của tớ bị thảm sát. Đã kinh bẫy hả? Em đã không cần. Cái hai mình thử mic anh em. Alo. Này cô tập sẵn này mà nó tính delay với cô sẵn nha ha. Alo. Một đứa đôi lỗ. Ba bốn năm sau.